Xin chào tất cả các bạn học viên của Testing. Hôm nay là ngày đã kết thúc ngày thứ ba của khóa học Testing. Học chưa xong tiền đã về và tôi là Nguyễn Minh Trâm. Tôi năm nay 42 tuổi và đang có công việc kinh doanh riêng của mình. Thì cũng đã biết đến thầy Viên của khóa học từ cách đây hơn một năm. Thế nhưng mà do là nghĩ là mình có nhiều trở ngại, mình nghĩ là mình sẽ khó để thực hiện giao dịch ở cái thị trường này, thế thành ra là mình chưa dám ra quyết định, và chỉ từ khi mà có ý định là muốn đi định cư ở nước ngoài, và mình thấy là cái công việc của mình nếu mà ở nước ngoài thì mình không biết là làm cái gì, thì để có thu nhập thì mình mong muốn là qua cái công việc này thì mình sẽ tự do và mình có thể làm việc ở cái thị trường Mỹ, là cái thị trường nóng hổi nhất, và mình chỉ làm một nửa buổi như là thầy nói là từ 7:30 sáng đến 11 giờ là có thể đi chơi được và tự do được. Thì lần này là lần học thứ hai rồi, thì lần học thứ nhất thì có rất nhiều cái kiến thức mà mình thì chưa có thể dung nạp được. Thế nhưng đến cái buổi học khóa học này thì là mình đã tổng hợp lại được, và mình tin tưởng là qua cái lần học này cộng với cả cái sự kiên trì và rèn luyện hàng ngày làm bài tập và sự hỗ trợ của tất cả các anh em, bạn bè ở trong lớp cũng như ở các cái khóa trước, thì mình sẽ kiên trì từng bước để không bỏ cuộc, chứ là không bỏ cuộc trong vòng 3 tháng, và sẽ dần dần phát triển dần dần từng bước một và theo lộ trình mà thầy đã vạch ra, và mình tin tưởng là mình sẽ thành công.